Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh của Chúa, kính chào mục sư quản nhiệm. Buổi tối hôm nay chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để được đến trong đền thánh của Chúa để ca ngợi thờ phượng Chúa, và trong thời giờ này chúng ta cùng học lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa, xin được phép cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa với tấm lòng khát khao Ngài. Chúng con ước ao chính sự sống của Chúa giờ này. Thánh Linh của Chúa Ngài soi dẫn để chúng con hiểu được những gì Chúa muốn dạy phán chúng con trong buổi tối hôm nay. Xin lời Chúa khiến chúng con vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Cha trên trời. Chúng con xin dâng thời giờ quý báu còn lại trong tay Chúa. Chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho hội thánh của Chúa. Chúng ta đang học về những lời phán, lời tuyên bố của Chúa Giêsu, ta là. Và buổi tối hôm nay chúng ta học với nhau chủ đề ta là đường đi, chân lý và sự sống. Không có ai tuyên bố giống như Chúa Giêsu đã tuyên bố: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chúa Giêsu xác định ta là. Chúa Giêsu không nói ta sẽ là hay là ta mong muốn ước ao, nhưng mà Chúa nói khẳng định rằng Chúa Giêsu là con đường, là chân lý, là lẽ thật và là sự sống. Chúa Giêsu nói rằng không phải là một chân lý, một phần của chân lý, nhưng mà Ngài là chân lý, Ngài là con đường và Ngài là sự sống. Không bởi Ngài thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Cha. Như vậy Đức Chúa Giêsu là ai mà Ngài lại dám tuyên bố Ngài là con đường, Ngài là chân lý, là sự sống? Hàng ngàn người vẫn cố đi tìm con đường, vẫn cố đi tìm chân lý và sự sống. Và chúng ta học với nhau ở trong Mác đoạn 10 từ câu 17 đến câu 31 để chúng ta thấy được một con người đã đến với Chúa để tìm kiếm như hàng ngàn con người khác, để rồi nhận biết thế nào, ai, chìa khóa nào có thể giúp cho chúng ta nhận được Chúa Giêsu chỉ là con đường, là chân lý và sự sống mà thôi. Giờ này chúng ta cùng xem trở lại phân đoạn Kinh Thánh ở trong Mác đoạn 10 từ câu 17 đến câu 31. Trong câu chuyện này có một chàng trai trẻ, hay là một người đàn ông chạy đến và quỳ xuống trước mặt Chúa. Người đàn ông này là ai? Hồi sáng xem lại trong Mác đoạn 10 từ câu 17 đến câu 31. Người đàn ông này là một người giàu có. Người đàn ông quỳ xuống trước mặt Chúa là một người giàu có, là một người trai trẻ giàu có. Tại sao chúng ta biết? Vì khi mà Chúa nói rằng bán gia tài mà đi thì người này buồn vì người có nhiều tiền của lắm. Điều thứ hai mà chúng ta thấy nơi người đàn ông quỳ xuống trước mặt Chúa đây, đó là người sống tốt hay là người sống theo luật pháp. Ông vâng giữ luật pháp từ nhỏ. Và thứ ba, hội thánh nếu quan sát kỹ thì thấy ông có lòng thành nữa. Ông chạy đến quỳ xuống trước mặt Chúa. Như vậy hội thánh thấy một người đàn ông này có lý tưởng không? Giàu có địa vị. Và chúng ta nên nhớ rằng cái quan điểm của người Do Thái trong thời bấy giờ, người giàu có là người được phước. Và ông này sống tốt nữa. Ông nói là ông vâng giữ luật pháp từ khi nhỏ. Và thứ ba là ông có lòng thành. Chúng ta xem lại câu thứ 17. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ xuống trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy, nhân lành tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Một người có đầy đủ những gì mà chúng ta gọi là ao ước của thế gian này, giàu có, sống tốt và có lòng nhiệt huyết như vậy. Nhưng ông ao ước điều gì? Ông nói rằng: Chúa, Thầy ơi, Thầy là một người nhân lành
và cái điều mà ông muốn ao ước. Và tôi nghĩ rằng một chúng ta ngồi tại đây cũng ao ước, đó chính là tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa Hội Thánh, chứng tỏ một điều rằng con người chúng ta giàu có tất cả nhưng mà không bao giờ thỏa mãn, chúng ta vẫn khao khát được sự sống đời đời. Ở trong Truyền Đạo đoạn 3 câu thứ 11, Hội Thánh có thể đọc chung với tôi Truyền Đạo đoạn 3 câu thứ 11. Chúng ta cùng khởi sự. Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều tốt lành trong thì nó, lại Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi loài người. Dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, con người không thể hiểu được. Con người được dựng nên một cách rất đặc biệt, và Chúa nói rằng Chúa đặt ở trong con người có một cái điều lạ lùng, đó là cái gì ạ? Cái sự đời đời ở trong lòng loài người. Chúng ta khác với con vật, chúng ta biết rằng chết không phải là hết. Con người chúng ta biết rằng có một cái kiếp sau nữa. Con người vẫn đang đi tìm con đường, vẫn đang đi tìm chân lý, vẫn đang tìm sự sống như chàng trai trẻ giàu có này. Bởi vì con người được dựng nên, Chúa đặt sự đời đời trong lòng loài người. Cho nên khi mà con người phạm tội xa cách Chúa, thì con người sẽ kiếm một cái gì đó để thờ. Thay vì khi mà đã cách xa Chúa rồi, thì con người phải kiếm một cái gì đó để thay thế vào cái khao khát thiêng liêng, dù chỉ là cục đá, dù chỉ là gốc cây, con người vẫn thờ. Bởi vì con người có một cái tâm linh được Chúa dựng nên để tìm kiếm sự đời đời, tìm kiếm chính Ngài. Kính thưa Hội Thánh, trong lúc bị cái gì đó bất ngờ, con người chúng ta vẫn kêu trời ơi, đúng không? Ta vẫn gọi trời ơi. Chúa vẫn đang đặt để trong con người chúng ta có một cái sự khao khát, có một cái lòng ước muốn, và biết rằng có một ông trời, có một cái sự sống đời đời. Và kính thưa Hội Thánh, qua câu chuyện người đàn ông giàu có, người trai trẻ này tìm kiếm Đức Chúa Trời, cho chúng ta một số bài học liên quan đến chủ đề của chúng ta buổi tối hôm nay. Chỉ có Chúa Giê-xu là con đường, là chân lý và là sự sống của chúng ta mà thôi. Thứ nhất chúng ta học bài học, đó là nhận biết sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Cái bài học quan trọng đầu tiên chúng ta cần nhận biết, đó là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời để vào nước thiên đàng là gì. Người trai trẻ này, thưa thầy nhân lành, có vẻ ông hơi tăng bốc Chúa một chút. Phải làm chi đấy thầy để được hưởng sự sống đời đời? Và Chúa Giê-xu trả lời với ông như thế nào? Câu 19: Ngươi biết các điều răn, đừng phạm tội, tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Đây là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời, nhận biết sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đối với con người. Đó là phải làm tròn hết tất cả luật pháp. Con người muốn được sự sống đời đời, phải làm tròn tất cả những luật pháp. Và con người chúng ta có thể làm được điều đó không? Vâng giữ hết điều răn luật pháp của Chúa, thì chúng ta mới được vào nước thiên đàng. Khi mà chàng trai trẻ nghe Chúa Giê-xu nói trong câu thứ 19 xong, thì chàng trai này có vẻ tự hào. Người thưa rằng, lại thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Mọi điều đó từ khi còn nhỏ, tức là khi một người Do Thái 13 tuổi, một thiếu nhi Do Thái đã biết đọc Kinh Thánh và giữ lời của cửa của những điều răn. Và người trai trẻ này đúng là một người mẫu mực, trẻ tuổi giàu có đạo đức như vậy, vâng giữ khi còn nhỏ những cái luật pháp. Nhưng mà như vậy có đủ để cậu ấy, để chàng trai thành một người công bình hay không, là một người được hưởng sự sống đời đời hay không? Chúng ta xem ở trong câu 21. Tôi xin được phép đọc Mác đoạn 10 câu 21. Đức Chúa Giê-xu
ngó người mà yêu, nên phán rằng ngươi còn thiếu một điều. Tôi không biết Chúa ngó mà Chúa yêu là sao ạ? Chúa ngó mà Chúa thương, Chúa ngó mà Chúa thương lắm. Chúa ngó người mà Chúa yêu, cái lòng thương xót của Chúa cho chàng thanh niên này. Chúa phán rằng ngươi còn thiếu một điều. Điều mà Chúa muốn nói là gì? Hãy đi bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì người nhiều của lắm. Chàng trai trẻ này, người giàu có này, bảo mình chưa bao giờ phạm tội, không phạm điều luật nào. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã đánh vào cái lòng kiêu ngạo của chàng trai này. Vẫn thiếu, vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể hoàn thành đúng những gì mà Chúa đòi hỏi để vào nước thiên đàng. Người ra đi và buồn. Hội thánh nghĩ chàng trai này đang thiếu điều gì ạ? Đang thiếu điều gì? Có phải thiếu một đức tin sống động nơi Chúa không? Có phải thiếu vào một đức tin dựa vào, không bao giờ dựa vào khả năng của chính mình, nhưng tin vào quyền phép Chúa đã làm, và người này không có cái đức tin hay là cố gắng sức riêng của mình? Và chàng buồn bởi vì chàng không dám bán tài sản, không dám vâng theo để bước đi với Chúa. Cái lời thách thức của Chúa Giê-xu là một chướng ngại vật và có thể khiến chàng không vào được nước thiên đàng. Cái đó là gì ạ? Cái chướng ngại vật ở đây chính là tiền bạc hay là ma môn. Cái chỉ có chướng ngại vật đó mà thôi. Phải chăng ma môn là thần tượng? Kính thưa hội thánh, chàng trai này nói vâng giữ tất cả luật pháp, nhưng mà ít nhất 2 tội trong 10 điều răn mà chúng ta có thể thấy người trai trẻ này đã vi phạm. Điều răn thứ nhất đó là gì ạ? Trước mặt ta, ngươi chớ thờ các thần khác. Có phải ma môn hay là tiền bạc là thần tượng của người này không? Giữa Chúa Giê-xu và tiền, người đàn ông này đã chọn điều gì? Không dám bỏ tiền, đúng không? Nếu dám bỏ tiền bạc để đi theo Chúa, nếu gọi là Chúa là tất cả thì đã dám bỏ rồi. Nhưng mà người này không dám bỏ. Như vậy tiền bạc vẫn là thần tượng, vẫn là điều quý nhất, hay là điều mà người này coi trọng hơn chính Chúa? Cái từ hội thánh. Cho nên người ra đi rất là buồn. Sự đòi hỏi của Chúa hết sức là dứt khoát. Không chỉ giữ điều răn bên ngoài, mà giữ cái điều răn bên trong để sẵn sàng làm theo lời của Chúa. Tình yêu, yêu Chúa và yêu người, trao dâng tấm lòng, có thể bán tài sản giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà người này không thể làm được. Đó là sự đòi hỏi Đức Chúa Trời. Và cái tội thứ hai mà chàng trai trẻ này đã làm, đó là cái lòng tham tiền bạc. Tiền bạc là tiêu biểu cho sự niềm tự hào, thành quả và những nỗ lực của chàng. Cho nên chàng đã có một cái nhìn rất là cạn cợt về luật pháp của Chúa, về sự vâng lời ở bên ngoài chứ không phải làm bên trong. Và kính thưa hội thánh, tham lam là một tội trước mặt Chúa. Nhìn vào chàng trai trẻ, chúng ta sẽ kết luận rằng chàng có đủ mọi thứ nhưng đang thiếu một điều. Và chúng ta biết điều đó là gì? Không có con đường nào khác ngoài Chúa Giê-xu mà thôi. Tiền bạc là thần của chàng và vẫn còn tôn thờ nó. Kính thưa hội thánh, chúng ta xét lại đời sống của chúng ta ngay buổi tối hôm nay. Chúng ta có đang tự thỏa mãn về chính mình? Chúng ta nghĩ mình có thể làm được tất cả chăng? Hay là chúng ta đang tôn thờ ai? Đây là câu hỏi mà mỗi chúng ta có thể nhìn lại chính mình. Như vậy phần thứ nhất chúng ta học cái sự đòi hỏi của Chúa đối với con người chúng ta để được vào nước thiên đàng. Cái đòi hỏi đó phải vâng tròn hết luật pháp. Và phần thứ hai
mà chúng ta học đó là nhận biết sự bất lực của con người. Tôi xin được phép đọc câu 23 và câu 24. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ, nhưng Chúa Giêsu lại phán rằng: hỡi các con, kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Khó lắm. Những người giàu vào nước thiên đàng rất là khó. Bởi vì sao? Tiền bạc khiến họ trở nên độc lập, luôn dựa vào khả năng nỗ lực của bản thân. Cái tính tự phụ, tự mãn đã trở thành cái sự thiếu hụt của họ. Và trong Mác đoạn 10 câu 25, chúng ta xem lời Chúa phán: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Cái lỗ kim có hai giả thuyết. Một cái giả thuyết là một cái cây kim, cái lỗ của cây kim thật, và con lạc đà làm sao mà chui qua. Mà giả thuyết thứ hai thì cái lỗ kim chính là một cái cổng nhỏ mà con lạc đà muốn chui qua thì phải cúi xuống lấy hết đồ và phải đi qua cái cổng nhỏ này, rất là khó để nó chui qua được. Nhưng mà điều Chúa Giêsu muốn nói là gì? Con người chúng ta với nỗ lực riêng, tu thân tích đức làm lành, chúng ta vẫn nông cạn giống như chàng trai trẻ này, có thể dờ sức riêng của mình để mà vào được nước thiên đàng, nhưng đó không phải là con đường của chúng ta. Xin Thánh đọc với tôi ở trong Esai đoạn 64 câu số 6. Esai đoạn 64 câu 6, chúng ta cùng khởi sự: chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế. Dạ, cảm ơn hội thánh. Esai đoạn 64 câu 6 cho chúng ta biết rằng con người chúng ta có cái vẻ đạo đức cố gắng bên ngoài, dù cố gắng đến đâu thì chúng ta chỉ như một chiếc áo nhớp, một chiếc áo mà bị ô uế, một chiếc áo mà nó sẽ bị héo đi, nó bị trần trụi ra, nó không thể nào bảo vệ được chúng ta được. Không phải là một cái áo công bình được bởi sức riêng của con người chúng ta. Giống như chúng ta muốn đi cứu qua cái con sông bên kia, có người 2 mét, 3 mét mình cố gắng mình nhảy, nhưng mà có người không thể nào nhảy được, có người bất lực, có người không có phương cách để tự mình giải cứu chính mình. Kính thưa hội thánh, không phải chúng ta giữ 10 điều răn mới đủ. Ở trong cựu ước là 613 cái điều luật. Và nếu chúng ta giữ luật pháp Chúa ở tại Tân Ước thì còn khó hơn là cựu ước nữa. Giữ luật pháp cựu ước còn khó hơn nữa. Xin lỗi, còn Tân Ước còn khó hơn nữa. Nhìn người phụ nữ thôi mà động lòng tham muốn thì đã phạm tội cùng người rồi. Nghĩa là nó còn khó hơn cựu ước nhiều lắm. Nếu chúng ta giữ được luật pháp, luật pháp mục đích chỉ đem tội nhân đến với Chúa mà thôi. Giống như trường hợp chàng trai này, luật pháp có thể đem tội nhân đến đích, ông chỉ biết rằng ông không thể được cứu, không cố gắng bằng sức riêng của mình được. Câu 26, chúng ta thấy thái độ của các môn đồ như thế nào. Các môn đồ gọi là kinh ngạc, lạ lùng. Của cải há không phải là một phước hạnh, phần thưởng của Chúa sao? Quan niệm thời xưa vẫn còn phổ biến, đó là sự giàu có của những người, những rabbi Do Thái vẫn cho rằng đó là sự chấp thuận Đức Chúa Trời, và người giàu được Đức Chúa Trời ban phước, nên họ có thể nhiều khả năng để vào nước thiên đàng. Nhưng mà Chúa nói rất là nhiều lần ở tại đây, đó là người giàu vào nước thiên đàng khó lắm, khó hơn lạc đà chui vào lỗ kim, chui qua lỗ kim. Các môn đồ sửng sốt kinh ngạc, họ nói là vậy thì ai được cứu? Mấy ông nhà giàu mà không được cứu thì cứu hồ chi là, thì ai được cứu? Chúng ta sang phần 3 của bài học chúng ta. Nhận biết Chúa có thể làm được tất cả. Đức
Chúa Giêsu ngỏ môn đồ mà rằng sự loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế. Vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Sự cố gắng con người thì không thể, tất cả đều phạm tội và không thể nào tự cứu được người khác. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. Và chỉ có một đấng cứu thế là cái phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người để được sự sống. Đó là Giăng đoạn 14 câu 6. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chỉ có một phương cách duy nhất mà thôi. Đó chính là Chúa Giêsu. Ngài là đường đi, Ngài là sự sống, Ngài là lẽ thật, là sự sống. Cái thưa hội thánh, có câu hỏi là dưới cây bồ đề hay dưới chân thập tự giá nó khác nhau như thế nào? The slide kế tiếp ạ. Dưới cây bồ đề và dưới chân thập tự giá nó có cái gì khác nhau? Dưới cây bồ đề là tượng trưng cho sức riêng, cho tu trì. Có một mục sư trước khi kia, ông là một người tu hành. Ông nói rằng ông tu nhưng mà không biết kiếp sau làm con gì nữa. Biết rằng Niết Bàn là một cái trạng thái lên thiên đàng, một cái trạng thái tuyệt vời. Nhưng mà trong lúc tu hành vẫn không biết, vẫn cố gắng sức của người. Nhưng mà cố gắng để diệt dục, đó là cái điều mà con người chúng ta vẫn cố gắng làm sao cho diệt được những cái dục, cố gắng sức riêng của mình. Nhưng mà rất là đáng thương, con người không thể nào. Nhưng mà dưới cây thập tự, cái thập tự nói đến biểu trưng cho tình yêu, và đó là ân điển. Thập tự giá biểu trưng cho món quà mà Chúa ban cho nhân loại, là con của Ngài Đức Chúa Giêsu Christ phải làm người, đấng vô tội làm người để cứu con người qua sự chết của Ngài. Thập tự giá, Chúa giang hai bàn tay của mình đóng đinh, và từng giọt huyết của Chúa, giọt huyết vô tội, để có thể tha tội, chết thay cho những người đáng chết như chúng ta. Chúa Giêsu là con đường là vì vậy. Chúa Giêsu lẽ thật là vì vậy. Chúa Giêsu là sự sống là vì vậy. Bởi vì chỉ có con trời làm người mới thể cứu được chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ấy là chỉ bởi ân điển, tức là sự ban cho nhưng không của Chúa, mà chúng ta đón nhận bởi đức tin thì chúng ta được cứu. Chẳng ai chúng ta cố gắng sức riêng của mình, nhưng mà ân điển Chúa đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu, sự chết của Ngài và sự sống lại của Ngài mới là con đường chân lý duy nhất. Chúa Giêsu không chết luôn, 3 ngày sau Chúa Giêsu đã sống lại, và chúng ta chuẩn bị kỷ niệm ngày mừng Chúa thương khó và mừng Chúa phục sinh. Chúa đã chết cho chúng ta và Chúa Giêsu đã sống lại để ban sự sống đời đời và sự sống dư dật cho những ai thuộc về Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Lời Kinh Thánh khẳng định chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Tôi nhớ tôi có kể cho hội thánh, lúc tôi còn ở Đà Nẵng, có cái cô đó tên là cô Mùi, khoảng 50 tuổi. Cô bị ma quỷ, bị tà linh nó nhập vào cô. Và mỗi lần tà linh nó nhập vào cô thì cô cầm một cái gì đó, cô đi đánh người khác vậy đó, đánh người xung quanh, mà cái tà linh nó ra khỏi lúc đó thì chỗ bình thường.
thì gia đình mới đi khắp các thầy, thầy chùa, thầy bói, thầy đi đủ hết, thầy nào cũng đi hết đó. Mà đến nỗi vay tiền để mà có tiền để đi chữa lành, bởi vì cái bệnh đó lạ quá, thỉnh thoảng nó lên cơn là vậy, đánh người khác, làm cho người khác sợ. Gia đình mới nói rằng là mình đi hết thầy rồi, còn một thầy mình chưa đi thôi. Họ thánh biết thầy nào không? Chúa Giêsu. Còn mình Chúa Giêsu thôi, chắc đi hết rồi. Có rồi bây giờ họ đến nhà thờ, chở đến nhà thờ, có quen một người tin lành, có nghe quen thì giới thiệu đến. Và lúc đến thì thân sinh tôi, ba tôi thì quản gì mọi đó. Nhưng mà ba tôi lúc đã đi khỏi. Thì tôi là người gặp gỡ, nói chuyện. Và tôi biết là tình trạng như vậy đó. Cầu nguyện mời thầy, xin thầy cầu nguyện chữa lành cho, đuổi quỷ cho. Tôi nói chuyện xong thời gian thì tôi nói rằng là tôi nói là thứ ba, tôi hẹn thứ ba, tối thứ ba đến nhà nha. Vì tôi không muốn cầu nguyện một mình, tôi muốn là sẽ nhiều người đến cầu nguyện. Thật sự là kinh nghiệm và tôi phải cầu nguyện đông người. Tôi mời ban trang niên, ban thanh tráng, ban trang niên ở thành Đà Nẵng đi với tôi khoảng 10 người. Tối thứ ba đi đến. Thì gia đình có nghe người tin lành nói là trước khi cầu nguyện là phải đập bàn thờ rồi cái gì đó là phải quăng ra ngoài sau đó. Có người chỉ cho họ vậy. Là trước khi tôi đến thì mấy cái đồ trong nhà liên quan đến bàn thờ là họ đập hết rồi. Mà thầy chỉ cầu nguyện thôi. Tôi rất là hồi hộp. Thầy mà cầu nguyện không được là có vấn đề đó nha. Bởi vì tất cả đều chờ trong đời. Và tôi rất là hồi hộp. Thưa Hội Thánh, tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ và tôi cho cô Mùi đứng ở giữa và tất cả xung quanh 10 người, khoảng 10 chị em để cầu nguyện, hát bài quyền trong huyết. Và tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ người Nazareth, hãy lui ra. Ủa, nó chẳng có lui ra gì hết á. Tôi lấy làm lạ mà rất là hồi hộp, mồ hôi thì chảy ra. Nhưng mà cuối cùng nó mới xuất hiện, là phải 20 phút sau nó mới xuất hiện. Mình cứ cầu nguyện như vậy và đúng như vậy, lúc nó xuất hiện, thì giống như là cầm một cái tay đánh vào tôi vậy. Tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ, tay dừng lại, cái tay dừng lại. Ồ, tôi cảm ơn Chúa, tôi mạnh mẽ. Và cứ tiếp tục như vậy cầu nguyện chiến đấu khoảng 15-20 phút sau thì cô Mùi ngã té ra. Cô Mùi không biết gì khi ngồi dậy. Cả nhà giống như là chảy nước mắt, vui mừng, sung sướng, tin nhận Chúa ngay lúc đó. Tôi nhớ tôi cầu nguyện trong hạnh phúc, trong vui tươi, Chúa được tôn cao. Kính thưa Hội Thánh, cô Mùi đã đi hết khắp các thầy. Không có thằng nào cứu được cô Mùi. Chỉ có Chúa Giêsu đấy. Chỉ có quyền năng của Ngài buông tha cô. Sau đó cô học Kinh Thánh, rồi mở điểm nhóm ở tại Hòa Thọ, tại Đà Nẵng, là một trong những gia đình mà cư mang để rồi công tác Chúa tại Đà Nẵng, tại cái vùng Hòa Thọ nó có một hội thánh tại khu vực đó. Lạ lùng quá. Tôi cảm động bởi vì những thằng khác không ai cứu được, mà chỉ có Chúa Giêsu và Ngài là chân lý. Cảm ơn Ngài. Trong Mác đoạn 10 câu 45, ngay trong phân đoạn Kinh Thánh này, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Cảm ơn Chúa. Chúa đến để làm giá chuộc nhiều người. Chúa đến để phục vụ. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là ai? Con người bằng lòng làm con người giống như chúng ta, đáng vô tội, đã sống 33 năm trên đất để bày tỏ tình yêu, chân lý, lẽ thật. Cảm ơn Chúa. Chàng trai trẻ thiếu một điều. Chàng trai trẻ không dám bước đi. Nhưng mà kính thưa Hội Thánh, lời Chúa phán rằng, khi mà Phi-rơ hỏi Chúa rằng, bây giờ chúng con nè, chúng con theo Thầy, bỏ tất cả theo Thầy thì chúng con được gì? Được gì đấy Thầy? Chúa nói gì? Chúng ta xem trong câu 29 đến câu 31. Đức Chúa Giêsu đáp rằng,
Quả thật ta nói cùng ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ trở nên đầu. Nếu bỏ tất cả theo Chúa, vì Chúa mà vì tin lành của Chúa thì sẽ được gì? Được gì ạ? Được nhiều hơn, ngay cả trong đời này, gấp 100 lần về chị em, về con cái, về ruộng đất, về nhà cửa. Những anh chị em mới bước vào gia đình tin nhận Chúa, họ rất là cô đơn, nhưng mà khi đến nhà thờ vui lắm, anh chị em trong Chúa rất là nhiều, tạ ơn Chúa. Những học viên của những lớp giáo lý báp têm mà tôi dạy, những cuộc đời họ thay đổi và họ sung sướng có một gia đình mới ở trong Chúa, thật sự được nhiều hơn, đương nhiên kèm theo sự bắt bớ, nhưng mà có được sự hạnh phúc và sự sống đời đời. Tôi nhớ khi tôi đi qua Mỹ, tôi đi du học bên đó, có nhiều người cho tôi ở, chở tôi đi học, rồi cho tôi ăn, coi tôi như người nhà vậy. Họ nói rằng là cho tiền thì dễ rồi, nhưng mà cho ở nè, phục vụ mới là quý, cái tình cảm á. Vì sao? Vì Vinh là đi du học và Vinh có Chúa. Bởi vì chúng ta có một gia đình trên trời, cho nên họ yêu thương tôi, quan tâm đến tôi. Và tôi thấy rằng câu kinh thánh này được ứng nghiệm. Chúa cho mình gấp cả trăm lần hơn nếu mình bước đi theo Ngài, từ bỏ đi theo Ngài. Chúng ta được rất nhiều, cả đời này và cả đời sau, sự sống đời đời nữa. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Có những người có thể mạnh mẽ bước đầu, nhưng mà rồi tiền bạc, danh vọng đời này có thể khiến chúng ta bỏ cuộc. Cho nên hãy cẩn thận, bởi vì sẽ có những kẻ rốt sẽ nên đầu, nhưng mà những kẻ đầu sẽ nên rốt, nhưng mà có những kẻ rốt sẽ nên đầu là vậy. Kính thưa hội thánh, trước khi tôi kết luận ở đây thì tôi kể thêm một câu chuyện nữa. Có một cái chị đó làm MC ở tại Đà Nẵng, MC phòng trà đó. Chị bị mắc nợ xã hội đen mà chị vay tiền một ít thôi. Lúc đó đang khó khăn, vay tiền ít thôi. Mà vay tiền nóng thì cuối cùng nó lên quá chừng luôn. Ô, coi như là xã hội đen nó làm cho chị. Và chị chảy nước mắt, chị khóc. Chị đi tự tử mấy lần. Cái cầu Thuận Phước Đà Nẵng á, chị nhảy xuống mấy lần mà lên rồi tự nhiên cái gì đó nếu chị lại. Và hội thánh biết không, chị lang thang trên mạng kiếm kinh, kiếm những cái tôn giáo để chị xem thằng nào cứu chị. Rồi chị lang thang đến cái trang Tin Lành. Câu chuyện đó là lạ lùng, là chị lang thang đến trang Tin Lành và cái trang truyền giảng, cái buổi truyền giảng. Chị nghe Tin Lành, nghe truyền giảng và tin Chúa. Rồi trong cái câu nó là hãy kiếm nhà thờ gần nhất của bạn để đến. Cô đến nhà thờ và được chính mẹ tôi giúp đỡ cầu nguyện tin Chúa. Sau đó chị nói rằng chỉ có Chúa Giê-xu là con đường, chỉ có Chúa Giê-xu là chân lý, chỉ có Chúa Giê-xu là sự sống. Và cuộc đời của chị thay đổi từ đó. Chúa giúp cho chị có thể trả được nợ, nhưng mà không phải là chỉ là trả được nợ, nhưng mà đời sống của chị thấy được cái phước hạnh. Tin Lành không phải là tôn giáo, và chị thấy rằng Tin Lành là cứu Chúa, yêu thương, là đứa con được trở về nhà cha vậy. Cuộc đời của chị thay đổi. Kính thưa hội thánh, câu cuối cùng là câu kết luận mà tôi muốn hỏi chính mình tôi và hội thánh. Chúng ta có dám từ bỏ tất cả để bước đi theo Chúa hay không trong buổi tối hôm nay? Nếu Chúa là con đường, nếu Chúa là chân lý, nếu Chúa là sự sống, không ai đến cùng cha ngoài Ngài, chúng ta có thể dám
đặt Chúa là tất cả, bước đi với Ngài trong đức tin, sống theo Chúa, chúng ta sẽ nhận được phước hạnh rất nhiều. Mong rằng chúng ta không như chàng trai trẻ này buồn bã bước ra và không biết về đâu. Xin Chúa ban phước cho chúng ta qua lời Chúa. Amen.